Hello anh em, Minh Adder Đông xin chào các bác. Cửa hàng hôm nay lại về được một lô loa lời Bow 101. Cửa hàng lại bày ra đây cũng như là test nhạc cho anh em xem full luôn, báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, quyết định luôn. Giá 3 triệu rưỡi bao ship cho anh em đến tận nơi qua bưu điện. Anh em cứ đặt cọc, cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em. Còn anh em đến lấy được bớt cho anh em 100 đi lại nếu anh em ở gần, 3 triệu tư nếu anh em đến nơi, bao ship 3 triệu rưỡi anh em nhá. Đây là những dòng loa lời Bow 101 danh tiếng, cửa hàng đã bán bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm chỉ bán đa phần là dòng loa lời 101 này, để dành cho anh em nghe nhạc hoặc ghép hát karaoke, hoặc là nghe ở không gian cà phê, phòng trà, ở lớp học, ở bệnh viện, ở trường học, ở nhà thờ. Nó dùng được rất nhiều mục đích để tạo thêm giải lời, giải chép và giải bát cho anh em nghe. Nhưng mạnh nhất nó vẫn là giải lời, lời nó là rõ nhất. Anh em cùng nghe một đoạn ạ. Khúc quân hành đưa tiến người chinh phục. Cầm cành trong sao trời lấp lánh, tưởng về đôi mắt cô nhân chiều xưa. Địa chỉ rõ ràng, giá báo rõ ràng, hàng rõ ràng, bao zin cho anh em suốt đời, hàng xịn anh em nhé, bao zin hàng xịn suốt đời cho anh em luôn, không bao cháy nổ thôi. Ở đây thì có hai cái khác này, đó là một đôi loa JBL về cùng lô hàng mạng anh em nhé. Lô này là lô hàng mạng đẹp keng và bãi zin. Đấy, ở bên nước ngoài người ta bán, người ta dán cái tem này, này. Có chiếc thì nó dán, có chiếc không. Cái chiếc màu mà xám xám kia thì nó ghi là VM anh em nhé. Đây, đôi này là đôi một Control 1. Dòng Control 1 JBL thì nó có cả chép và anh em sẽ phải thay gân lại. Đấy, gân nó mủn theo thời gian này. Đấy, nó mủn này. Gân cao su và cái dòng Bow này, dòng JBL, còn dòng Bow thì là nó gân vải, anh em không phải thay, sẵn dùng. Đều cấu tạo là bát 12, loa toàn giải với dòng loa Bow. Đó. Bên trong thì nó đẳng cấp như này này anh em. Đấy. Một cuộn dây, một tụ, một bóng đèn, một con trở trên loa. Đẹp. Sắt xi 7 màu. Chiếc loa anh em đang xem này nó sản xuất vào ngày 6 tháng 9 năm 89 anh em nha. Theo đợt sản xuất thì nó có màng màu màng kiểu này hoặc màng kiểu xanh kiểu kia. Nó không phải xanh đâu anh em nha, nó xám xám rồi. Đó. Xám nhạt, xám đỏ. Đó. Nó theo năm sản xuất mà. Và theo năm sản xuất thì nó có các loại tem khác nhau. Chẳng hạn như tem ghi là 45 W trung bình 6 ohm, và có đôi thì nó ghi là 150 W rồi 6 ohm. Nó ghi 150 W là nó ghi dạng tối đa anh em nha. Tối đa. Đó. Chẳng hạn đôi như này thì tem nó chỉ ghi số series thôi, nhưng thông tin thì nó ghi trên loa này. Đó. 150W và 6 ohm. Đó. Ở đây đặc biệt có một đôi là 101MMG. Thì anh em thấy sự khác biệt nó ở cái nắp tre này. Đấy. Nó khác biệt ở cái nắp tre này. 101MMG. 101MM. Đó, thêm chữ G này anh em này. Đấy. Nó đều như nhau thôi. Thì nó làm cải tiến một chút đi thì nó đặt tên cái tem khác nhau. Đấy. Loa này thì có trở kháng auto từ 4 đến 8 ohm và nó ghi trung bình 6 ohm. Công suất là từ 10 đến 150 W và nó thường ghi trung bình là 45 W anh em nhá. Loa này thì để nghe nhạc lời nó ra thì rõ một một luôn anh em ạ. Bao zin bao xịn suốt đời thì anh em, bao hàng chính hãng, không dám bao cháy nổ thôi, còn bao hàng chính hãng suốt đời thì anh em. Trên loa thì nó có địa chỉ công ty là Bow Framingham Massachusetts với đây 101 monitor. Thank you.
nói rằng những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.